Đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái thư mục tên là L01. L01 là viết tắt của từ lesson 1, bài học đầu tiên. Được chưa? Tạo cho mình cái L01. Sau đó các bạn này làm cho mình này, tạo ra thư mục với nhá. Các bạn để ngoài desktop cũng được. Được chưa? Các bạn cầm cái này, kích chuột vào, cầm thả vào đây. Để tôi làm lại nhá. Bỏ đi này. Cầm này, thả vào đây. Được chưa? Làm đi. Thả vào. Thả vào trong sau lần tay ấy. Tạo thư mục xong rồi bật cái sắp lên tech lên. Được chưa? Cầm cái thư mục thả vào trong đấy. Chuột phải vào màn hình new rồi. New folder đặt tên thư mục đấy, đặt tên thư mục chưa? Rồi đây. Rồi ok. L01 chứ không phải là LO1. Đổi tên này. Được chưa? Đây này, bật lên rồi đúng không? Chọn từ lá này này. Mở cái trình này ra này. Vào desktop đúng không? Rồi. Tạo một thư mục mới thì đây này. Thấy không? Đặt tên nó L01. Rồi, cầm lô môn thảo đây. Thấy chưa? Cầm thảo luôn ha. Bỏ đi. Thảo lại. Được rồi, đây một thảo đây. Không tạo một thảo ngoài này. Thảo chấp, cầm chấp thảo. Những máy này có rồi. Bạn nhìn cái đó vào là rồi. Dạ. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục này. Chúng ta làm việc là làm việc trên file. Được chưa? File là đơn vị nhỏ nhất ở trong lập trình. Nhá, file thì chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta chuột phải vào. Tất nhiên là các bạn chuột phải nó không nhiều như của tôi, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài thêm những cái thứ linh tinh ở trong này để nó ra nó dày ngoãng như này, được chưa? Khác cũng không phải lo nhá. Chọn new file. Chuột phải vào cơ mà. Chuột phải vào cái tên thư mục ấy. Thấy chưa? Có thêm new file chưa? Bấm vào new file. Các bạn nó sẽ ra cái này này. Của các bạn nó sẽ ra cái này này. Đây đúng không? Untitled đúng không? Có đứa nào ở đây học tốt tiếng Anh tí không? Không tiêu đề ạ. Đúng rồi. Untitled là chưa
chưa đặt tên. Chưa đặt tên, được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta đặt tên cho file này là chúng ta ghi thẳng ở đây luôn nhá, viết thẳng ở đây tên là index.html. Được chưa? Xong rồi, .html chưa? Xong chưa? Xong rồi chúng ta có thể là chọn file này, chọn save as này. Bấm vào file chọn save as. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở trong thư mục L01 đúng không? Chúng ta save xuống. Bật cái này, bung cái mũi tên trỏ xuống dưới đấy, xuống. Bật cái mũi tên trỏ dưới, nhìn thấy file không? Có ai chưa làm được không? Rồi mình thấy núi thông thả. Rồi, xếp xuống. Kết thúc, kết thẳng không? Kết thúc. Không. Đây, mũi tên này. Đấy, tí nữa, cái file đi hết trỏ. Đấy, xong rồi, có thế thôi. Chúng ta Ctrl A bấm vào trong file ấy, bấm vào trong cái file này, bấm con trỏ trong file ấy. Đây bấm vào đây này, để con trỏ nó nhấp nháy, đây có trỏ không? Thế nó nhấp nháy này, Ctrl A. Xóa nó đi. Xóa nó đi. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Các bạn gõ cho tôi là tên mình vào. Ví dụ tên tôi là Trần Hữu Thiện. Sau đó Ctrl F để xếp xuống. Ghi tên cả ba đứa vào. Có làm sao đâu. Ctrl, phím Ctrl cộng phím S. Bấm liền FC. Xếp ấy. Được chưa? Rồi, lưu xuống. Sau đó tiếp tục này. Mở cái thư mục ấy ra. Bằng cái phần mềm quản lý thư mục của các bạn ấy. Kích đúp vào. Hoặc là chuột phải vào đấy. Open with Google Chrome. Nhìn thấy tên chưa? Lên trình duyệt chưa? Được chưa? Làm cái gì nhất? Không phải ông ơi! Đây này! Bỏ file nhưng mà chuột phải này. Open with này. Google Chrome. Đấy,
Được chưa? Tôi quan tâm, tôi mấy năm vô Việt Nam mà tôi sợ gì? Được chưa nhỉ? Rồi, thì đây là cái gì? Nào, lưu ý chúng ta, đây là cái gì? Đây là file HTML, được chưa? File HTML có thể đọc được đọc bởi trình duyệt. Được chưa? Có thể được đọc bởi trình duyệt. Bây giờ tiếp tục này. Tiếp tục tôi sẽ cho các bạn thấy cái sự hay của nó, cái hay ho của nó nhá. Lại mở cái Sublime Text ra. Mở Sublime Text ra. Chúng ta viết, chúng ta enter xuống dưới đi, enter xuống dưới. Được chưa? Gõ cho tôi H1 tab một cái. H1 tab một cái. Được chưa? Rồi. Bây giờ gõ là quê mình ở đâu? Quê Nam Định. Gõ cái gì vào đây thì gõ. Enter làm cái gì? Ông xếp xuống cho tôi. Tạo cho mình một cái thói quen ngay từ bây giờ là cứ code xong một cái gì đấy, sau khi dừng lại là mình phải Ctrl S ngay. Được chưa? Là để lưu code lại. Được chưa? Rồi, bây giờ ra ngoài trình duyệt. Bấm vào cái phím quay quay này này. Reload. Được chưa? Thế bây giờ làm sao? Chữ làm sao? To hơn và đậm hơn, đúng không? Đó chính là cái hay ho của HTML. Được chưa? Mấy nữa chúng ta còn hiển thị ảnh, rồi chạy video các thứ các kiểu cơ. Được chưa? Rồi quay lại tiếp tục. Bây giờ mình mới nói qua, chúng ta xem là HTML là cái gì. Đuôi file của chúng ta là đuôi HTML, đúng không? HTML. HTML là viết tắt của từ High Context Markup Language. Hypertext Markup Language HTML. Được chưa? Hypertext, hyper là siêu. Siêu vượt khỏi cái tầm bình thường. Text là văn bản. Văn bản hoặc là chữ. Được chưa? Siêu văn bản. Markup. Mark này là đánh dấu. Được chưa? Đánh dấu. Language, ngôn ngữ. Bây giờ chúng ta dịch cho tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của HTML. Được chưa nhỉ? Và cái HTML này này, nào, vì sao mà các bạn nói là siêu văn bản? Ví dụ như sau. Quyển vở này của tôi nó rơi vào tầm khoảng 100 trang. Cứ tròn 100 trang. Được chưa? Tôi viết được khoảng nửa năm là hết một nửa quyển. Đến hết năm nay chắc chắn quyển sổ này sẽ hết. Đúng không? Là nó chỉ chứa được một lượng kiến thức, một lượng chữ giới hạn. Đúng không? Chỉ được một lượng chữ giới hạn thôi. Nhưng mà với cái file, các bạn có tin là cái file HTML này nó chứa được khoảng 200 quyển vở nhé. Chuyện bình thường. Nó chuyện bình thường nhé. Nó chứa được kể cả một trang HTML, nó chứa toàn bộ nội dung của tất cả quyển sách trên thế giới này. Nếu mà máy tính đủ mạnh cũng chứa được. Cũng chứa được. Thế là gọi là siêu văn bản chưa? Được chưa? Đấy là lý do vì sao người ta gọi là siêu văn bản. Đây là xong một chữ nhá. Xong một chữ nhá. Bây giờ đến chữ tiếp theo này. Cái chữ markup này. Đúng không? Nếu chúng ta nhìn thấy cái Trần Hữu Thiện này. Chúng ta nhìn thấy text của nó bé bé. Giống như chữ viết bình thường. Được chưa? Bây giờ tôi nhét cái text nào đấy vào trong một cái thẻ là thẻ H1. Đúng không? Đấy, tôi bắt các bạn viết vào trong thẻ H1. Thì cái cách hiển thị của cái chữ này nó khác. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Tôi muốn in đậm cái chữ này lên. Lúc đầu là nó chữ nó thanh, đúng không? Đây, tôi muốn in đậm nó lên. Thì tôi nhét vào thẻ B chẳng hạn. Thẻ B tôi pẹt xuống. Chúng ta nhìn nó đậm lên, đúng không? Đây là bold. Bold là làm đậm hơn. Được chưa? Làm đậm hơn cái chữ của chúng ta. Thì
tất cả những cái nội dung nằm ở trong file HTML chúng ta viết ở trong các cặp thẻ. Đây gọi cái cặp thẻ không có dấu xược đấy. Cái thẻ mà không có dấu xược thì đấy gọi là thẻ mở. Cái thẻ cuối cùng của nó là dạng thẻ đóng. Được chưa? Đấy là kết thúc việc đánh dấu. Cái thẻ mở là đánh dấu bắt đầu nội dung. Thẻ đóng vào thì là đánh dấu là kết thúc một nội dung nào đó. Thì đấy gọi là đánh dấu. Và nó chỉ hiển thị, ví dụ bây giờ tôi viết thêm những cái từ ở phía sau này. Tôi viết thêm những cái từ ở phía sau này. Các bạn thấy nó lại trở thành chữ bình thường. Được chưa? Và nó chỉ đánh dấu đúng cái chỗ nào mà nó kết thúc thẻ là thôi. Được chưa? Đấy là lý do vì sao nó tên là markup. Là ngôn ngữ đánh dấu. Hiển thị đến đâu đánh dấu đúng đến đấy, không hơn. Được chưa? Từ cuối cùng là language. Là ngôn ngữ đúng không? Đây nó là rõ ràng là chúng ta code thì nó mới chạy. Đây là ngôn ngữ lập trình. Chúng ta phải viết ra thì máy tính hoặc là cụ thể là những cái phần mềm người ta gọi là trình duyệt này nó mới hiểu, nó dịch. Đúng không? Đấy gọi là một ngôn ngữ ra lệnh cho trình duyệt nó đọc và nó dịch ra những cái thẻ nào có cách hiển thị riêng của nó. Thì đấy chúng ta ra lệnh cho máy tính. Thì đấy là chúng ta là người nhưng chúng ta ra lệnh cho máy tính bằng một cái ngôn ngữ chúng ta quy định với nó là như thế. Thì nó cứ thế nó dịch ra thôi. Chứ còn máy tính nó ngu. Làm sao nó biết được chúng ta nói với nó cái gì? Bảo là mở trình duyệt lên. Nó vẫn đứng nhìn cái giấy tờ này. Đúng không? Đóng trình duyệt nào nó vẫn thế. Nó không hiểu. Cho nên là chúng ta phải có một cách nào đấy để quy định với nó. Để cho nó hiểu và thực hiện những cái gì chúng ta mong muốn. Được chưa? Đấy là lý do là người ta gọi là Hypertext là Mark. HTML là Hypertext Markup Language. Để tôi giải thích cho các bạn tất cả những từ này. Được chưa? Ok không? Rồi. Đấy là khái niệm đầu tiên. Khái niệm về HTML. Tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nữa của cái đã học về định nghĩa. Vừa rồi chúng ta xong về phần định nghĩa này. Không muốn nghe qua một chút về lịch sử không? Tôi lịch sử Việt Nam thì tôi muốn. Nhưng mà được cái lịch sử mấy cái trò mai ho của kiểu như này tôi rất hay đọc. Cái lịch sử của HTML ấy, các bạn biết nó ra đời năm bao nhiêu? 1988. Thì mới không? Mới tinh tỉnh. Được chưa? Về ngôn ngữ lập trình ấy, thì nó mới được 70 năm. Bắt đầu ngành lập trình nó được 70 năm. Đây là ngành công nghiệp mới nhất thế giới bây giờ. Nó còn sâu về điện ảnh nữa. Được chưa? Nhưng mà cái ngành lập trình của chúng ta nó rất là trẻ và cái khả năng, cái biên độ có thể phát triển nó cực kỳ lớn và nó mới quá lắm. Đúng không? Nhưng mà web còn mới hơn. Web cho đến giờ mới được khoảng tầm khoảng 30 năm. 30 năm bằng tuổi chị tôi. Bằng đúng tuổi của chị mình luôn. Được chưa? Đây là cái thời gian nó ra đời. Cái vì sao nó ra đời? Cái ông mà bắt đầu nghĩ ra cái khái niệm gọi là web. Ông ấy không phải là lập trình viên. Ông cũng chẳng phải là nhà khoa học. Ông là một tiến sĩ vật lý. Ông là một tiến sĩ vật lý. Ông ấy chỉ có cái ý tưởng đơn giản này. Ngày đấy đã có cái thứ gọi là Internet rồi. Có rồi. Có nghĩa là chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính với nhau. Thì đấy là mạng Internet. Thì ông chỉ đơn giản nghĩ là như này. Bây giờ tôi có vài cái nghiên cứu. Tôi muốn gửi cho một thằng với tôi. Ông này là ông người Mỹ. Ông ấy muốn gửi cho tôi này. Tôi ở Việt Nam. Đúng không? Thì ông ấy muốn tôi đọc được cái tài liệu của ông ấy. Thì ông ấy phải, cái ngày ấy ông phải làm rất là khổ sở. Có hai cách. Một là gửi đường thủy. Hai là đánh điện tín. Ngày đấy còn có điện tín đâu. Thấy chưa? Là tạch 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 đấy. Đấy. Làm cách nào, cách một thì lâu, cách hai thì bốn kém. Đùa chứ có một cái điện tín ấy gửi sang bên kia chẳng mất. Vô nó hàng ngày. Thật đấy. Bởi vì những cái nghiên cứu nó nhiều mà. Những cái đấy thì nó gọi là những cái paper. Cái công bố khoa học thì nó mất rất là lâu và rất là tốn kém, đúng không? Bây giờ ông muốn làm một cách nào đấy có thể chia sẻ những cái tài liệu của ông ấy cho toàn thế giới bất kỳ ai có thể đọc được. Thì ông ấy làm, ông nghĩ ra một cái ngôn ngữ như này. Nó hoạt động trên cơ chế là đánh dấu và cái ngày ấy nó còn chẳng có cái thứ mà ví dụ như kiểu
viết HTML nó cũng toàn hệ được, không có cái chuyện đấy. Cái ngày đấy ấy, cái ngôn cái HTML nó trông như này này, đây là trông đúng như này luôn này, đó, đúng như này luôn. Chẳng qua trong cái văn bản của ông muốn người cái người đọc người ta hiểu đoạn nào là đoạn tiêu đề, đoạn nào cần nhấn mạnh, đoạn nào là hình ảnh hay là đoạn nào là tài nguyên gì đấy, thì ông mới đánh dấu tiêu đề của tôi cũng đặt là title. Đấy, tiêu đề tôi viết như này, ông đọc thì không nhìn thấy đoạn là tiêu đề, đây là tiêu đề báo cáo của tôi, được chưa? Đoạn nào tôi nhấn mạnh tôi viết chữ strong ở đây, tiếng Anh mà viết tên đó, cứ thế nào, cứ thế nào mà đấy, đấy là cái thời, nhưng mà ngày xưa người ta phải đọc cái đấy. Cho đến tận năm 1991, đến tận năm 1991 thì mới có một cái thứ phần mềm có thể giúp người ta đọc cái loại ngôn ngữ HTML này nó dễ dàng hơn. Cái người ta sáng tạo ra, thực ra cái ông mà biết ra phần mềm này, ông ấy là, tôi không nhớ lắm, nhưng mình như từng là giám đốc và từng là CEO của Firefox, của Mozilla, thì ông này ông sáng tạo, tôi không nhớ tên, nhưng mà ông ấy làm từ hồi ông là sinh viên, thì ông ấy làm ra cái phần mềm đấy, ông ấy đặt tên của nó là trình duyệt browser, phần mềm là đặt tên là trình duyệt, dịch trên tiếng Việt là trình duyệt, chưa duyệt là trình là một công cụ, duyệt là trình duyệt, nó là một cái phần mềm giúp đọc một cái gì đấy, thấy chưa? Rồi, và cái phần mềm trình duyệt đầu tiên ý, nó tên là Netscape, nghe qua không á? Đó là thế hệ các bạn này không nghe bao giờ. Thế hệ của bọn tôi ngày xưa nghe Netscape ấy là thì kinh khủng lắm. Netscape là phần mềm đầu tiên mà là phần mềm trình duyệt đầu tiên, cũng là phần mềm trình duyệt thành công nhất. Có những lúc 100% lập trình viên thế giới dùng Netscape. Sau đấy đến tận năm 1996 thì Microsoft mới thành công ở IE6, Internet Explorer 6. Thì là gần như là tất cả mọi cái ngành nghề mà sử dụng cái website nó chuyển sang hết sang IE6 bởi tính bảo mật cũng như là cách hiển thị của nó đẹp hơn so với Netscape cơ bản. Nhưng mà bắt đầu từ khi mà tôi cứ nhớ không nhầm là từ cũng bắt đầu từ năm 96 này này là bắt đầu cuộc chiến trình duyệt nổ ra, nhưng mà lúc đấy chỉ có diễn ra giữa IE này, rồi thì Netscape này, rồi thì là Firefox, chỉ có ba ông thôi. Mãi về sau nó có thêm mấy thằng Opera, Safari. Và cuối cùng đến tận năm 2009, đến tận năm 2009 hay 2008, chính xác là 2008, thì nó mới ra đời cái thằng đó là Chrome. Chrome là cái phần mềm trình duyệt ra đời sau. Nhưng mà đến bây giờ là 80% trình duyệt người ta sử dụng Chrome rồi. Tất nhiên phần mềm này đều là miễn phí, đúng không? Rồi, ok, có muốn nghe nữa không? Hay là chúng ta chuyển về? Vẫn còn nghe nữa rồi. Chéo kinh quá rồi. Rồi, ok, nốt nhá. Thế bây giờ hỏi ngược lại các bạn. Theo các bạn, tại sao bọn Google, bọn IE, bọn Microsoft, bọn Mozilla nó làm những cái phần mềm đấy nhưng nó không thu phí? Nó được cái gì? Nếu nó cầm trình duyệt, ok, trình duyệt của ông nhiều người dùng thì nó được cái gì? Cái năm 2007, 2008, 96 là đích chỉ có thứ gọi là quảng cáo. Mãi thì sau đến Google nó mới nghĩ ra quảng cáo. Mà quảng cáo không phải sinh ra bởi trình duyệt. Nó không sinh ra bởi trình duyệt. Mà nó sinh ra bởi vì cái công cụ tìm kiếm nó mới có. Những cái ngày trước làm gì có cái gì gọi là công cụ tìm kiếm. Mà hình như bọn đến cái năm các bạn kiểu biết một tí thì vớ vẩn là có công cụ tìm kiếm rồi, đúng không? Bao giờ có cái công cụ tìm kiếm, sau đấy thì mới đến là sinh ra quảng cáo. Chứ còn những cái ngày xưa ấy là gì có, nhưng nó vẫn cạnh tranh. Biết vì sao? Tiền gì có thu được đồng tiền nào đâu. Chẳng thu được cái đồng tiền nào, đã là miễn phí là có thu được tiền nào. Cũng không phải thu tiền. Đó. Cái gì? Cái thứ mà nó cần đấy, thứ nhất là trình duyệt của người ta làm ra, giống như cái nhà của chúng ta sẽ cho thuê, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể có khả năng cài cắm một vài cái máy quay ở trong nào đấy,
để kiểm soát được người trong nhà dùng mình, đúng không? Mình thích thì mình cho nó cắt điện, cắt nước, đúng không? Mình thích thì mình đuổi nó ra ngoài, đúng không? Tức là khi mà số lượng người dùng một cái trình duyệt nó lấy nhiều thì cái nhà cung cấp ấy, người ta nắm được thông tin của người dùng và người ta biết được cái xu thế kiến thức mà thế giới nó đang vận chuyển như thế nào. Và cái này khi mà các bạn đã nắm được cái xu thế, tiếng Anh người ta gọi là trending, nắm được cái xu thế rồi, các bạn nhìn thấy, các bạn khi mà con có một lượng dữ liệu nhất định, các bạn có thể nhìn được xa 10 năm 20 năm là chuyện bình thường đó, hiểu không? Đã nắm được, đã thu được hết thông tin của người dùng từ trình duyệt gửi về hệ thống của mình thì mình có thể phân tích, mình có thể nhìn được thấy là à bây giờ bọn nó đang quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, nhưng mà chắc là bọn này phải 5 năm nữa chúng nó mới đạt được, thì bây giờ mình làm trước đi, đúng không? Sau này mình là leader, giống như bọn Amazon ấy. Biết Amazon bây giờ vì sao cạnh tranh được với Microsoft về cái vị trí là người giàu nhất thế giới không? Bởi vì Amazon nó nhìn đến trước và nó phát triển trước cái hệ thống người ta gọi là cloud computing, điện toán đám mây. Nó đi trước Google, đi trước Microsoft hàng chục năm. Cho nên là bây giờ ấy, Microsoft, Google, rồi thì là IBM cũng đi trên cái con đường là cloud computing, không thể nào bám được đuôi của mà Amazon. Và tôi đảm bảo các bạn sau khoảng 5 năm nữa, người giàu nhất thế giới không còn phải là Bill Gates nữa, mà sẽ là ông chủ của Amazon, chắc chắn luôn. Đó, khi mà người ta tiên đoán được một cái gì đấy nó gần sát với thực tế rồi, người ta đi cực kỳ dễ dàng. Đấy là lý do vì sao người ta mới cần một cái thứ gọi là cuộc chiến trình duyệt như này. Được chưa? Tất nhiên cho đến bây giờ ấy, đến bây giờ thì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, cho nên là những cái thằng đặc biệt là ví dụ nhé, Google nhé. Bây giờ Google nó chỉ chiếm được cái thị phần ở bên Windows, bởi Windows người ta dùng Google Chrome nhiều. Nhưng mà ở bên những cái hệ điều hành khác, ví dụ như Linux này, rồi macOS này, rồi Fedora này, Red Hat này, thì nó không được phép đặt cái trình duyệt của nó là mặc định. Mà khi mà nó đã cầm được cái trình duyệt nó mặc định rồi, thì chắc chắn là cái nó được quyền set cho cái phần mềm, cho cái website là google.com là trang tìm kiếm mặc định của nó. Thì như vậy thì nó đỡ tốn chi phí mà nó vẫn điều hướng được người dùng sang sử dụng phần mềm của nó, đúng không? Ví dụ như là Google nhé. Google ấy, các bạn có biết là vừa rồi Google mất với Apple khoảng 3 tỷ đô để làm được một cái thứ rất là nhỏ nhoi không? Đó là đặt Google làm công cụ tìm kiếm trên mặc định trên Safari ở trên các thể loại iPhone. Mất 3 tỷ đô. 3 tỷ đô cho chúng ta dùng cả đời, đúng không ấy? Đúng không? Đó. Cho nên là nó có xu hướng nó làm được tất cả mọi thứ. Đấy là những cái mà tổng quan về cái website và tình hình website bây giờ. Được chưa? Còn đây là cái HTML và những cái định hướng cơ bản, những cái code cơ bản của HTML. Tiếp theo này. Bây giờ các bạn đây. Tiếp theo nhá. Bây giờ nói về khái niệm xong rồi, nói về lịch sử xong rồi. Nghe có hay không? Không ạ. Rồi, trong kệ. Tiếp tục. Đã định nghĩa xong rồi, bao giờ chúng ta khi mà học một vấn đề nào đấy, chúng ta phải trả lời 4 câu. What? Đó là cái gì? Why? Tại sao chúng ta cần nó? How? Là nó dùng nó như thế nào? Và when? Khi nào chúng ta dùng nó? Đúng không? Thì giờ nó trả lời cho các bạn là what và why. Đúng không? Làm lập trình. What HTML là cái gì? Why? Tại sao chúng ta cần nó? Cần nó để làm cái này. Được chưa? Bây giờ là how. How thì khi mà chúng ta lập trình HTML ấy, hay là bất kể công cụ lập trình nào khác, sau khi chúng ta tìm được định nghĩa, chúng ta phải làm đến cái bước thứ hai là syntax, hay còn gọi là cú pháp. Cú pháp lập trình đó là cái gì? Ở đây HTML của chúng ta phải quan tâm cú pháp. Cú pháp nó là như sau. Đây, tôi vào gõ code luôn nhé. Cú pháp là như sau này. Các bạn xóa trắng đi. Cú pháp của HTML, các bạn gõ HTML tab một cái. HTML tab một cái. Ra chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta xem này, cú pháp của nó sẽ mặc định như sau này. Đầu tiên là doc chấm than, cái thẻ đầu tiên thẻ chấm than doc type. Doc type là viết tắt của từ document type. Document là tài liệu, type là kiểu, tài liệu là HTML. Được chưa?
Cái này nó để đánh dấu cho trình duyệt biết là cái tài liệu ở phía dưới đây là tôi viết theo chuẩn HTML, ông cứ thế ông dịch thôi. Được chưa? Ông chỉ có thế ông dịch thôi là ông sẽ được, là tôi sẽ nhìn thấy cái tôi mong muốn. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là thẻ đầu tiên, thẻ này là thẻ gốc. Thẻ gốc của bất kỳ trang HTML nào. Được chưa? Đó là chính là thẻ HTML. Thẻ này là thẻ gốc của bất kỳ tài liệu nào. Được chưa? Thẻ HTML. Và trong cái thẻ gốc này chúng ta có những cái thẻ con khác. Ví dụ thẻ head, thẻ body. Head là gì? Đầu. Đầu, đúng không? Đầu là cái gì? Đầu là cái phần đầu. Đây, đầu là cái phần này này. Thứ nhất là config được những cái ảnh ở đây. Ví dụ chúng ta nhìn thấy cái ảnh này đúng không? Tí nữa chúng ta cũng có thể làm được đặt một cái ảnh vào đấy. Thế nhá, ảnh này, tiêu đề của tab này, đúng không? Rồi các thông tin khác, ví dụ như chúng ta khi mà vào một website ấy, bây giờ chúng ta có nghe cái khái niệm SEO rồi, SEO. SEO. Search Engine Optimization, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Được chưa? Tối ưu hóa, vì sao website nó được hiển thị đến khi nó là tìm kiếm một cái website nào đấy, là một cái chủ đề nào đấy, vì sao có những trang lên đầu, những trang khác lại ở dưới, thì nó phải dựa vào SEO. Thì ở trong phần head ấy, nó chứa rất là nhiều thông tin liên quan đến SEO. Đó là cụ thể, đó chính là những cái thẻ meta. Mấy nữa chúng ta được học, đó chính là những cái thẻ meta. Và ngoài ra chúng ta có những cái thứ mà nó liên quan đến import dữ liệu, import những cái file đấy. Import tức là mang nội dung của một file nào khác nhét vào đúng cái chỗ import này. Được chưa? Ví dụ chúng ta muốn style lại, tức là ví dụ bây giờ chúng ta nhìn cái kẻ H1 của tôi là chữ màu đen. Được chưa? Mai tôi thích tôi chuyển sang chữ màu tím luôn cả, đúng không? Rồi tôi cho chữ nó to, chữ nó nhỏ, tôi chuyển kiểu chữ khác. Đây là kiểu chữ này, kiểu chữ là có chân đúng không? Chúng ta nhìn cái chữ N và chữ Q này, nó là có hai cái chân nó bè ra đúng không? Đây là kiểu chữ có chân. Được chưa? Mai tôi thích tôi bỏ cái chân đi, cho nó làm thế luôn. Được chưa? Thì đấy người ta gọi là style. Định nghĩa là cách hiển thị của những cái thành phần ở trên website của mình. Để chúng ta style lại. Được chưa? Đấy là những cái thành phần sẽ nằm ở trong phần head của website. Nốt vào, lại quên. Mai hỏi không biết gì. Nếu đấy tao hồ mà chép lại. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ tôi tiện thể tôi nói luôn cho các bạn cái khái niệm như này. Ở trong phần HTML, trong cái môn này chúng ta sẽ học về các cái ngôn ngữ như kiểu là HTML, CSS và JS. Được chưa? Ba ngôn ngữ này. HTML ấy, các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Rất là dễ và nó chỉ là đóng vai trò là để hiển thị thôi. Giống như việc chúng ta xây nhà các bạn. HTML nó chính là cái khung, cái nhà phôi, cái nhà cơ bản đấy. Nó chẳng có cái gì ở trong mà chỉ có gạch, vữa, sàn, mái. Ôi thế không? Nhìn nhà nó trống hơi trống mắt. Được chưa? Khi mà chúng ta có CSS vào thì nhà bây giờ của chúng ta có thể là được sơn màu. Có thể là nhà máy ngói hoặc có thể là nhà máy bằng, hay là thậm chí là nó là trở thành cao ốc. Được chưa? Đấy là cái CSS. Còn cái JS nó làm cho cái nhà của chúng ta, ví dụ như gõ cửa bắt nó bảo là tao có nhà luôn. Thế đấy, nó làm cho cái nhà biết chuyển động, nó làm cho cái nhà nó trở nên sinh động hơn, nó lắng nghe được những cái sự tương tác của chúng ta với cái ngôi nhà đó. Ví dụ chúng ta bấm cái chuông đúng không? Ví dụ nếu mà không có CS thì cái chuông nó không bao giờ nó kêu, coi như cái nhà không có điện. Được chưa? Khi mà có JavaScript vào bấm cái chuông nó sẽ kêu. Thậm chí là chúng ta mở vòi nước, tự nhiên cái ga lại bật thôi. Cái quan trọng là chúng ta tự xử lý. Được chưa? Thì đấy là cái vai trò của HTML, CSS và JavaScript ở trong cái một trang HTML này. Được chưa? Rồi, đầu tiên sẽ đến phần head này, còn phần body nó sẽ là config, cái nội dung sẽ được hiển thị. Nghiêm cấm đi vào, đã vào rồi không ra nữa. Không nói nhiều. Được chưa nhỉ? Head này. Thì bây giờ chúng ta chỉnh sửa cái khái niệm đầu tiên là khái niệm title. Title là tiêu đề một bài viết đúng không? Thì chúng ta viết vào đây là K31B2 gạch ngang lesson 1.
Các bạn thích viết cái gì vào đấy thì viết. Viết tên mình vào cũng được, chẳng ai cấm. Lesson 1 là bài học số 1. Được chưa? Ra ngoài chạy đi. Tát ra ngoài trình duyệt, chạy đi. Thấy nó lên đây chưa? Được chưa? Được chưa? Nào, có bạn nào không chạy được nào? À, chưa xếp cốt này. Không có ăn thì bảo là giả. Thích thế. Bạn gõ tay rồi đi, xong chạy đi. Còn bạn nào nữa không? Rồi tiếp theo này. Cái title rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái icon này. Cái này là cái favicon. Được chưa? Người ta gọi cái tên nó là như vậy, cái favicon. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái chữ cái logo của Seta đúng không? Bây giờ tôi thích lấy hình con chó đi. Con chó. Tôi có mạng. Sao lại không có mạng nhỉ? Tôi tự phát wifi cho tôi dùng. Tôi ok. Tôi có đầy ảnh không trong máy. Rồi. Tiếp theo chúng ta gõ thêm cho tôi một cái thẻ link. Link. Tự gõ tay ra gõ link trong tab. Tốt nhất là các bạn nên gõ ra. Tốt nhất là các bạn nên tự gõ ra. Cho nó quen đi. Bởi vì tôi biết thừa rồi cho nên là tôi có thể dùng những công cụ này. Nhưng mà với các bạn thì các bạn tôi khuyên thật các bạn là nên tự gõ ra ngoài. Cho nó nhớ. Đây gõ lại chữ link. Đây này. Thẻ này. Link này. Cách real này. Bằng icon href bằng gì đấy. Tôi nhớ hết mà. Tôi gõ cái này đến hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Chẳng có gì tôi không nhớ được cả. Rồi từ từ bình tĩnh. Cứ gõ đi đã, xong rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn cái ý nghĩa của nó là cái gì. Nay chúng ta chỉ mới làm quen thôi nên là đừng lo lắng quá. Cứ gõ lại đi. Mở thẻ là dấu nhỏ hơn. Được chưa? Thẻ để trống như này nhá. Cái hrep này các bạn để trống cho tôi. Được chưa? Rồi tiếp tục này. Bây giờ tôi kiếm một cái ảnh. Các bạn có thể kiếm một cái ảnh nào đấy ở trong máy của mình ạ. Image. Đây, tôi kiếm ảnh thằng Doãn Chí Bình đấy nhá. K30B2 này, L01 này. Được chưa? Tôi pệt cái ảnh này vào trong cùng cái thư mục của cái file index. Được chưa? Tôi pệt nó vào trong cùng thư mục của file index luôn. Tôi copy một cái ảnh ở đâu đấy, tôi pệt vào đấy. Trong cùng thư mục của file index ấy. Copy bất kỳ một cái ảnh nào đấy vứt vào. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ cái đoạn hrep này các bạn xem nhá. Tôi viết lại chữ Doãn. Chỉ tất nhiên là đây là tên ảnh. Tên ảnh của các bạn như nào các bạn viết thẳng ở đây như vậy. Doãn Chí Bình chấm JPG. Ảnh của tôi là đuôi JPG mà. Chém. Ảnh nào không có đuôi. Đuôi này. Xếp xuống. Control F.
Đúng rồi, phải sao rồi đấy. Bỏ cái này đấy. Đây này các bạn coi. Áo là dưới đi này. Khi mà viết vào đây thì mình chưa hết mình copy một cái ảnh ở đâu đấy mình bật vào trong này nhá. Dạ. Sau đó mình chuyển bài này, đi lên cái bôi hết này trên copy. Dạ. Copy ra sẵn mình về vào đây. Xếp xuống, mình lấy các chữ nét. Các chữ nét xuống. Chúng ta ra ngoài dịch vụ chúng ta lấy lỗ giả. Được chưa? Thành đó chưa? Đây đúng không? Rồi lấy copy, rename này. Rồi căn thứ này. Rồi căn thứ C. Rồi. Vào đây, căn thứ D xuống. Căn thứ N. Xong chưa? Đấy. Chạy cái là xong. Được chưa? Đó, đấy là cách chúng ta sẽ thay thế cái ảnh và cái title của chúng ta. Được chưa? Tạm thời dừng lại cái phần head ở đấy đã. Tạm thời dừng lại ở đấy. Chúng ta sẽ chuyển xuống phần body. Được chưa? Trong phần body này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu thẻ. Có ở trong HTML nó có khoảng hơn 100 thẻ. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta không dùng hết làm gì cả. Không cần biết hết tất cả các loại thẻ đấy làm gì cả. Chúng ta chỉ cần biết một vài khái quát nó lại thành một vài loại thôi. Sau đó chúng ta học và chúng ta dựa vào những kiến thức đấy chúng ta xây dựng lên một cái website của mình. Được chưa? Thì ví dụ chúng ta sẽ có 7 loại thẻ như sau. Loại thẻ thứ nhất là loại thẻ về định dạng text. Định dạng text. Loại thẻ thứ hai là định dạng về danh sách. Hiển thị về danh sách. Loại thẻ thứ ba là loại thẻ định dạng về bảng. Loại thẻ định dạng về bảng. Bảng nó giống Excel đó. Nó nhìn cái giao diện Excel được không? Đấy, nó giống như vậy. Tiếp theo 4 là định dạng về media. Media là bao gồm ảnh này, video này, audio này. Đây là ba loại thì chúng ta có dạng định dạng, có những cái thẻ riêng để những cái kiểu dữ liệu này. Và thứ năm là loại định dạng về vùng hiển thị. Vùng hiển thị
đây là loại thẻ thứ 5. Loại thẻ thứ 6 là loại thẻ dữ liệu về bảng biểu, form dữ liệu. Form là cái nơi để các bạn có vào, có bao giờ vào những cái trang mà liên hệ. Ví dụ như chúng ta vào Facebook thường xuyên đúng không? Đó, thì cái chỗ mà để chúng ta viết những cái caption ấy, thì đấy nó là một cái dạng, một cái phần tử nằm trong dạng này là form, là thẻ text area, thấy chưa? Định dạng về những cái form là những cái là để giúp hệ thống thu thập thông tin của người dùng, nên đấy là định dạng về form. 7 là định dạng về đường dẫn, hay còn gọi là hyperlink. Hyperlink, siêu liên kết. Đây là 7 loại thẻ trong PHP cơ bản, trong HTML cơ bản chúng ta. Thấy chưa? 7 loại này. Có 7 loại thôi, nó không đáng bao nhiêu cả. Trong mỗi loại có khoảng chục, hai chục cái thẻ. Cũng không nhiều lắm. Được chưa nhỉ? Chúng ta đến với nào, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tôi dạy thêm cho chúng ta một khái niệm nữa, đó là khái niệm comment. Comment. Được chưa? Comment là cái những cái gì? Comment là những cái đoạn mà khi mà các bạn viết vào rồi nó cái HTML nó không dịch. Ví dụ như ở đây chúng ta có chữ comment đúng không? Ra ngoài tab nó sẽ hiển thị chữ comment đúng không? Được chưa? Bây giờ khi chúng ta comment vào dùng cái ký tự này, cặp ký tự này, chữ comment của chúng ta viết ở đây, thì chúng ta khi reload nó sẽ không có cái gì cả. Mặc dù vẫn chứa cái text đấy, nhưng mà nó không hiển thị ra ngoài. Được chưa? Thì đấy là khái niệm về comment. Comment này để làm gì? Nhiều lúc để giải, nó có nhiều tác dụng lắm. Nhiều khi, thứ nhất là để giải thích ý nghĩa của một cái đoạn nào đấy. Ví dụ chỗ này là tôi định nghĩa về cái menu của website này. Chỗ này là tôi viết những cái đoạn code về slider, cái mà chạy ấy, chạy hai bên ấy, đấy của website này. Chỗ này tôi viết hiển thị những cái sản phẩm đang được bán chạy này, đúng không? Chỗ này tôi viết những cái thẻ HTML để quy định là về cái đuôi của một website, đúng không? Là ví dụ như là địa chỉ công ty này, rồi đường dẫn đến cái bản đồ, cái map ấy, để dẫn đến cái công ty của tôi này. Đấy. Thì là chúng ta phải comment vào để làm gì? Để sau này khi các bạn viết xong, nhớ các bạn nghỉ việc đi, người khác có thể join vào chỉnh sửa ở trên đấy, người ta biết được cái vùng nào là làm cái việc gì, đúng không? Đấy nó mới gọi là làm teamwork. Và khi mà chúng ta biết cái tự biết cái ý thức là phải comment code ấy, thì đến lúc đấy chúng ta mới có đủ cái tư tưởng và đủ cái đạo đức nghề nghiệp để đi làm. Thấy chưa? Học cái ngành của chúng ta nó cũng liên quan rất là nhiều đến đạo đức. Thật. Các bạn bao giờ ấy phải, ví dụ như tôi, cái dự án đầu tiên sau khi ra trường tôi đi làm á, đấy cũng là dự án fail đầu tiên của tôi luôn. Đó là maintain, tức là bảo trì một cái hệ thống code bằng PHP. Nó có một file PHP thôi, nhưng mà file đấy nó có 12.000 dòng code PHP. Không một dòng comment nào, không giải thích, không comment, không phân chia gì cả. Đó, code từ năm 1995 của một thằng bên Ấn Độ code. Bây giờ bắt bọn tôi là ngồi đập cái chỗ đấy ra và nâng cấp nó lên theo yêu cầu của khách hàng. Ngồi 3 thằng một tháng trời không thể nào làm được. Không phải là không làm được, mà là mình bảo là anh để cho em code lại cái này, em code còn 2.000 dòng cho anh, hiệu năng gấp đôi, vẫn đảm bảo yêu cầu cũ, không chấp nhận. Nó quá rủi ro nên khách hàng không chấp nhận. Thế thôi dẹp. Đấy. Đấy là cái các bạn, cái hậu quả khi các bạn không comment một cái hệ thống vào tử tế thì người khác không thể nào mà tìm được để mà sửa. Rất là dở hơi, đấy là làm việc không có đạo đức. Người khác làm, các bạn code làm sao để người ta đọc code của các bạn ấy, người ta cảm thấy sướng và dễ tìm. À, thằng này code tử tế. Chứ đừng đến mức mà để người khác nhìn thấy code của các bạn, thằng này code thối, ngu rồi họ. Nó nhìn thấy nó đang muốn chửi rồi thì thôi, đúng là code thối thật. Và những cái thằng cốt thối như vậy không bao giờ lớn lên được. Thật sự không bao giờ lớn lên được. Và trong cái việc cái comment nó cực kỳ quan trọng đến mức là số lượng cốt khi mà vào AppShop nha các bạn, khi mà vào, nếu mà có điều kiện vào AppShop ấy, các bạn sẽ thấy comment còn nhiều hơn cốt. Một trang cốt được khoảng 10 dòng, nhưng mà số lượng comment 20 dòng, 30 dòng là chuyện bình thường. Đó, và nó yêu cầu như vậy luôn.
Đặc biệt là khi bạn làm việc với bọn Nhật thì nó yêu cầu như vậy là chuyện bình thường. Và chúng ta phải nên biết cách comment đi, học dần đi. Được chưa? Đây là comment này. Thì ở đây comment này tôi sẽ viết là, đây là định dạng chữ viết text. Được chưa? Định dạng chữ viết. Để phím tắt để sinh ra cái dạng comment như này này. Là control sược, là cái dấu hỏi chấm. Control sược. Được chưa? Tiếp tục này. Chữ viết thì chúng ta có hai loại nhá. Lưu ý cho tôi, chúng ta có hai loại chính, phân theo cách thì nó hiển thị. Cách hiển thị thứ nhất là hiển thị theo dạng block. Block. Dạng block. Block là một cục đúng không? Tức là khi mà tôi có những cái thẻ mà khi mà một nó viết ra rồi thì cái nội dung ở trong cái mục này nó một dòng, không có thằng nào biết phía sau nó cả. Muốn viết gì xuống dưới dòng. Được chưa? Đấy là dạng đầu tiên, dạng block. Dạng thứ hai là dạng inline. Dạng inline tức là khi mà tôi viết thẻ này rồi, những cái thẻ các viết sau nó nối liền vào đuôi. Thì đây là dạng inline. Được chưa? Hai ví dụ điển hình nó là những cái thẻ này. Thẻ đầu tiên là thẻ P. Thẻ TP là viết tắt của từ paragraph, là đoạn văn. Đoạn văn thì làm sao? Viết ra thì nó sẽ xuống dọc. Những cái thằng nào mới nó sẽ xuống dọc. Được chưa? Ví dụ tôi viết là Lorem. Được chưa? Xong tôi viết text bên cạnh đấy. Thì các bạn xem nhá, xem nó hiển thị như nào nhá. Thấy không? Cái đoạn phía sau này không bao giờ được phép ngang hàng với cái đoạn mà các bạn biết thẻ P. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của thẻ P, là thẻ paragraph. Đây là dạng thẻ, là dạng block. Được chưa? Dạng thẻ block thì nó sẽ không cho thằng nào ngang hàng nó cả. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có dạng thẻ nữa là dạng thẻ về inline. Inline thì chúng ta có dạng như thế này. Ví dụ như thẻ B chẳng hạn, thẻ strong chẳng hạn. Thẻ strong. Strong text. Được chưa? Strong text, tôi có thẻ Y nữa. Đây là italic text. Chúng ta xem nhá. Thấy không? Cái italic nó được nối ngay đằng sau của cái strong text. Đúng không? Thì dạng những cái dạng thẻ này gọi là dạng thẻ về gì? Inline, cách hiển thị inline. Được chưa? Đây là cách chúng ta dùng. Thấy dùng HTML có dễ không? Chẳng có gì đúng không? Rồi, bài tập về nhà của chúng ta ngày hôm nay tất cả mọi người phải làm nhá. Và nộp, tôi sẽ gửi lại cho chúng ta một cái thư mục trên Facebook để chúng ta upload bài lên trên đấy. Thì bài tập về nhà của hôm nay chúng ta tìm hiểu của tôi tất cả các thẻ HTML có định dạng hiển thị text. Tất cả nhá. Viết định nghĩa và lấy ví dụ. Lấy cả ví dụ nhá. Tìm lớp trưởng ghi vào này xong rồi up lên lớp này. Tìm cho tôi tất cả các thẻ HTML định dạng hiển thị text. Viết định nghĩa và lấy ví dụ. Được chưa? Viết ra file Word cũng được, viết ra file HTML cũng được, tùy các bạn. Deadline hôm nay là thứ mấy? Hôm nay thứ 6 đúng không? Deadline là vào 2 thi gì? Không quan tâm. Deadline sẽ rơi vào 23 giờ 59 phút tối ngày mai 19 tháng 8. Tôi không quan tâm các bạn làm cái việc gì, các bạn chỉ cần hoàn thành bài cho tôi thôi. Đấy là việc của các bạn.
Được chưa? Sau này đi làm các bạn phải quen với cái quan niệm đấy. Người ta không quan tâm đến là các bạn sẽ lấy vợ hay các bạn sẽ bị tai nạn hay là bạn bè người thân các bạn bị làm sao. Chỉ quan tâm đến các bạn có làm kịp xong trong ngày hôm nay không. Nếu không làm kịp phải trình bày lý do. Vậy thôi. Được chưa? Ít nhất. Nào lớp trưởng ghi vào nào. Ít nhất tìm được 10 loại thẻ. Những cái người giống nhau, có bài giống nhau hoặc bài không đủ chất lượng, cứ 10.000 một bài. Cứ người 10.000 bạn. Ít nhất là 10 thẻ. Nhiều nhất là tìm hết. Tôi cũng không biết. Tôi không biết. Đấy là việc của các bạn phải tìm. Được chưa? Bao giờ cũng vậy. Các bạn quen đi. Làm cho nó quen đi. Đến nhiều khi đến ông sếp của các bạn cũng chẳng biết cái output của dự án này nó sẽ là như thế nào. Chỉ có biết tối thiểu là như thế nào thôi. Output là cái xuất ra, input là đầu vào. Được chưa? Rồi lớp trưởng sẽ chỉ định cho tôi hai người nữa cùng lớp trưởng check cái chất lượng của bài. Nếu có vấn đề bài các bạn nào có vấn đề quá báo lại cho tôi nhá. Vấn đề là đi chép bài của nhau, vấn đề là làm dở quá, làm kiểu chống chế thì tôi sẽ có hình thức xử lý. Hả? Cái gì? Hướng dẫn kiểm tra gì? Có chứ. Tôi kiểm tra chẳng ai biết cả. Tôi thích là tôi sờ đến thôi. Không, gửi lên thư mục và tôi đẩy lên đấy. Các bạn vào gửi lên Google Drive.